chào mừng các con đến với tiết học hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài mỹ thuật lớp 3, chủ đề góc học tập của em, bài 3, ống đựng bút tiện dụng, 2 tiết. Ở bài học này, các con cần chuẩn bị bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy màu, kéo, hồ sán. Mục tiêu bài học: học sinh nêu được cách cắt và đan nan giấy bìa màu tạo sản phẩm mỹ thuật. Học sinh tạo được ống đựng bút bằng cách đan nan từ giấy bìa màu. Học sinh chỉ ra được cách kết hợp các nan màu trong sản phẩm mỹ thuật. Học sinh nhận biết được vẻ đẹp của sản phẩm mây che đan truyền thống và giá trị của sản phẩm đan với việc bảo vệ môi trường. Các con cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động 1, khám phá. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu cách tạo nan đan từ giấy, bìa màu. Các con có thể tạo nan đan từ giấy, bìa màu theo 2 bước. Bước 1, kẻ các đường thẳng cách đều nhau trên giấy bìa màu. Bước 2, cắt theo các đường thẳng để tạo nan đan. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu nội dung, kiến tạo kiến thức và kỹ năng. Chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách đan nan và tạo hình ống đựng bút. Chúng mình có thể thực hiện theo 4 bước sau. Bước 1, gấp đôi giấy bìa hình chữ nhật. Từ nếp gấp, kẻ và cắt các khe nan. Bước 2, đan nan vào khe cắt trên hình chữ nhật, tạo mảng hình trang trí. Bước 3, cuộn và dán mảng đan thành ống tròn, cắt bớt phần nan và gấp làm đáy. Bước 4, đặt ống bút lên giấy bìa, vẽ và cắt hình tròn, dán vào đáy ống để hoàn thiện sản phẩm. Để các con hiểu rõ hơn về cách thực hiện, cô xin mời các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn sau đây.
Bây giờ là thời gian luyện tập sáng tạo của các con. Nội dung luyện tập: con hãy tạo hình và trang trí ống đựng bút. Gợi ý: các con hãy tham khảo một số sản phẩm đan nan trong cuộc sống để có thêm ý tưởng sáng tạo. Các con hãy lựa chọn giấy bìa có màu sắc và độ cứng phù hợp, tạo hình và trang trí ống đựng bút theo ý thích. Lưu ý: nên đan khít các nan với nhau và dán cố định trước khi cuộn thành ống. Chúng mình cùng quan sát một số sản phẩm đan nan trong cuộc sống và một số sản phẩm của các bạn học sinh đã thực hiện để có thêm ý tưởng thực hành. Sau khi hoàn thành sản phẩm, các con hãy trưng bày và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Cô gợi ý cho các con: con hãy chia sẻ cảm nhận của con về sản phẩm mà con yêu thích, cách phối màu và trang trí trên sản phẩm như thế nào, kỹ thuật đan nan như thế nào, con sẽ điều chỉnh thế nào để sản phẩm của con hoàn thiện hơn. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu nội dung, vận dụng, phát triển của bài học. Các con hãy tìm hiểu một số sản phẩm đan nan trong cuộc sống. Con hãy kể tên các đồ vật được làm bằng cách đan nan. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều đồ vật được làm bằng cách đan nan. Ví dụ như túi xách, gối, hộp đựng. Có rất nhiều vật dụng trong cuộc sống được tạo hình và trang trí bằng cách đan nan từ các vật liệu tự nhiên như mây, tre, lá. Sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên là góp phần bảo vệ môi trường đấy. Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, cây trong vườn, các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo cho bài học hôm sau. Tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.